Hôm nay mình vô mình nhà bạn con xã mình quay quay phim với chim chỉ cho mọi người xem nè. Wow, có cái dàn bầu cái dàn bí đẹp quá nè. Wow, cho leo mái nhà luôn nè, đẹp không? Đã quá trời luôn. Wow, leo tốt dễ sợ. Trái bí gì đẹp quá nè. Gọi là gì? Cái gì bầu? Cái gì bầu? Cái gì? Cái bí cá. Hả? Không cắt ra bỏ rồi không nấu canh á, nó bung ra giống như gì cả. Ồ vậy hả? Oh wow, có anh trái à? Ồ, trái bầu được đó hả? Mẹ tròn quá hả? Dở dính lên nó luôn rồi. Cái dàn. Ồ, con chim này con chim cái hả? Nó già lắm rồi á. Ồ vậy hả? Nó khôn. Còn mấy con mà non mới bỏ vô á, nó không biết anh đậu kế này nè. Anh bị ôm á. Wow, chim đẹp quá, cái đuôi dài quá trời luôn kìa. Oh wow. Bữa có con đỏ nữa mà. Đỏ bên kia kìa, đỏ giá thôi. Còn con đỏ bên kia nữa. Wow, nó đẹp ghê luôn á. Quá đẹp luôn. Ôi, con ghê kia nó loại gì vậy anh Tùng? Nó là cái con mà đưa cho chị á, là nó lai giữa con này với con đỏ. Với cái con mái nó là con đỏ. Wow. Tại vì nó mới lai ra giống cái con kia. Còn cái con này là cái con poor lady emperor. Nó gọi là lady emperor. Wow, đẹp quá ha. Con đỏ là red golden. Wow, cái đuôi dài dễ sợ luôn. Nó còn nữa, nó chưa ra hết mà. Vậy hả? Chưa ra lông hả? Lên xuống lần trước là nó chịu lũi à. Nó đang khai lông, nó ra được như đây rồi đó. Con này mấy tuổi rồi? Còn 4 năm. 4 năm rồi hả? Mà mỗi năm nó mỗi thay lông hay sao? Mỗi năm mỗi thay lông. Nó tháng 3 nó đẻ xong là nó thay lông, nó đẻ một lần năm rồi. Wow. Rồi con đực mà. Thì nó con đực mái giống vậy, nó đẻ xong là thay lông. Ồ vậy hả? Giống gà. Nó rụng lông xong nó ra lại hả? Wow, cái đuôi nó dài dễ sợ luôn á. Dài. Nay ảnh là không chịu ra, chứ ảnh là ảnh thường là ảnh ở ngoài không, con đỏ con trắng này. Để em đứng đó, em đứng lên cục lại đây. Đẹp quá chứ. Wow. Còn có quá rồi đó hả? Thằng nhỏ mình nó đâu phải người đường đâu, bởi vì nó vô quậy vậy. Nó mở cửa bay hết mấy con rồi. Ôi trời ơi. Oh. Wow, mấy chim đẹp quá à. Đực thì cái màu lông nó đẹp hơn ha. Hai anh cái à. Ồ, hai anh cái cũng đẹp ghê á. Đẹp hơn chim loại nhà mình anh hả? Ừ. Nó già lắm mà. Quá đẹp luôn. Con nó rất là già. Sao con có trứng không? Giờ nó trứng vậy nè. Rồi giờ được tháng 3. Giờ này nó hết đẻ rồi. Năm đẻ con lần rồi. Đẻ lên như cái. Con 10 mấy trứng. Nó già quá rồi. Hai con, mỗi con đẻ cũng được 7-8 trứng. Mới được mười mấy con á, mình chết, đi Cali chết. Ủng quá hả? Nhìn đẹp ghê luôn á. Cái lông con này mình chưa thấy bao giờ luôn nè. Nó sừng lên vào tháng 3 đó, nó đẹp lắm. Tháng 3 là đẹp nhất á. Cái đuôi dài nữa mà nó, lúc mà nó kèn mái á, nó đẹp lắm. Wow, nhìn đẹp quá. Con mái này cái lông nó cũng đẹp nè. Cái lông nó vàng vàng nè. Cái mái nó vàng quá hả? Cái lông nó vàng nè. Con kia nó có vàng nhát hơn. Tại vì lạ chứ mình là mình đưa nó ăn trên tay mà. Ôi vậy hả? Mình cân nó nhất nè. Wow, cái lông nó dí mấy con này cờ lơ lắm. Cái lông đẹp quá. Cái lông nó trắng đẹp dễ sợ luôn á. Lông nó khôn. Tối nó ngủ là nó ngủ ngay giữa này nè. Ôi vậy hả? Bởi vì không có thằng nào chụp nó được hết á. Còn mấy thằng kia ngu cứ nằm sát ngay đây nè. Mấy người raccoon nhảy lên chụp. Làm cái chuồng kiên cố vậy mà bị raccoon nó tới nó chụp nè. Ghê không? Đó. Vậy là anh phải làm cái mấy cái đấy giống vậy nè. Thì raccoon nó khỏi vô. Nếu mà anh kiến quá vậy á, nó không có kéo ra được nhưng mà nó giết chết. Làm chết uổng quá à. Anh không được. Gà mái lúc còn nuôi được gà mà ấp á. Mẹ đang ấp nguyên ôm nguyên bầy con. Cũng tọt ba nó vô rồi nó ôm. Mà anh đâu kéo vào cái lưới này đâu. Mình nghe mình chạy xuống. Anh đứng cà. Nãy giờ nó chết rồi. Cho cái súng mà đó. Quýt luôn cái đầu anh. Quýt cái bình đây là lá tài. Không, quýt cái đầu anh chết luôn. Quất vô chúng một lần vậy là
Mấy chim đẹp quá mọi người ơi. Đó. Bữa anh mới cho mình 2 con. Anh cho mình 3 con, một con lông đỏ đỏ đó đó. Còn 2 con kia nó chưa ra lông, mình chưa biết là nó loại gì. Mà nhìn đẹp lắm. Con trắng này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Con đỏ này nhà mình có một con nè, anh bữa anh cho đó. Mình chưa quay phim lên cho mọi người xem á. Đó. Đó cái đuôi nó đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Kia là con mái kìa. Đó, con đó con mái á. Còn mấy con mà lông đẹp như vậy nè, là trống không á. Nó giống như gà đó. Gà thì nó gà trống á, lông nó đẹp hơn gà mái. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cho được 3 con, một con trống, 2 con kia còn nhỏ quá mình chưa biết là mái hay trống. Nhìn đẹp quá. Làm chuồng kiên cố vậy mà raccoon nó vô nó ăn được luôn nè. Mái này, mái lông vàng cũng đẹp quá. Bên này nuôi gà nữa nè. Nuôi 3 con gà. Mảng đồ ăn nó làm cho nó như vậy nè. Thì nó không có bị moi hết đồ ăn ra, nó rớt tùm lum này, nó tốn đồ ăn nhiều nè. Ba con đỏ đẹp quá kìa. Oh wow. Mấy con đẹp quá à. 7 con nữa. 7 con tổng cộng thì sao? 7 con tổng cộng. Này nó còn con, nó chưa ra lông quá không? Chưa chống mái, mặt giống như 2 con bữa đưa. Ồ, chưa biết chống mái. Nó còn cụm bầy á, chưa. Nó chưa ra lông, chưa biết chống mái luôn. Nhưng mà thằng lớn ở dưới đó là chắc chóng rồi đó. Thằng nào? Nó màu rồi đó. Thằng này đi. Đỏ gì? Lớn nhất á. Thường thường loại này á, hình như nó là khi mà cái con mà nó to con á là nó trống á. Mà nó nhỏ con là nó mái á. Nó lại nó hai đợt. Nó hai đợt cách nhau đâu gần tháng á. Còn không biết. Nhưng mà hình như mấy con này á, khi mà nó lớn tuổi á thì giống như con đỏ thấy không? Nó đâu có lớn con đâu thấy không? Bây giờ con này bự nè. Nó ra ngoài kia nó đẹp lắm á. Ừ, nó dài hơn. Ở đây nó bị hư đuôi đó. Tại nó chuồng nó nhỏ quá, nó quẹt cái hư đuôi. Dạ. Giờ chán rồi hết ấy. Có gì? Hết lo đấy. Nước cũng từ nóc nhà bay chủng rồi. Tại còn có con này. Phải nhốt riêng nó mới khỏi lai chứ hả? Nè, thì khi nãy mới bắt con mái mình kêu qua thả với con này thôi. Wow, đẹp ghê luôn á. Đếm kỹ nó 7 màu à. Bảy màu luôn hả? Là nó thuần mấy con mái này cũng thuần luôn phải không? Mái này mấy con không biết mái chấm nữa. Nhưng mà nó cũng cùng thuần luôn, nó đâu có lai hả? Cái con mấy con đó là lai luôn. Ồ, lai luôn con hả? Con mái này cũng lai nè. Con mái ngoài kia là không lai thôi. Một cái con, tại con này nó khác, cái chân nó màu vàng nữa không? Đúng rồi. Cái chân con màu trắng, cái chân con trắng á là cái chân mà lại màu đen. Đúng rồi ha, cái chân nó màu vàng nè. Chân nó màu vàng, rồi cái đầu cũng màu vàng, cái đuôi cũng màu vàng. Mà nuôi mấy con này em mới nhìn mấy con trắng thấy khoái, mấy con đực thấy khoái hơn mùi mấy gái cái hả? Thì em bữa lại đắp đưa cho chị là hai con đó chụp đúng rồi đó. Mỗi ra là màu không? Ra là coi như là chim kỵ, như là đẹp luôn á. Cái ông mà đó làm mà mình lên nhà, ổng nhớ cho Kỳ nói xin này không? Nuôi đâu 20 con đỏ này nè. Ui. Con trống không. Wow. Đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Mà nuôi một cái kiểu đó đó, con trống không. Nuôi trống nó đẹp hơn nuôi mái. Mà chỉ cần thả một con mái thôi là nó sẽ giết. Giết chết rồi, tại đâu đúng không? Nó nghe tại nhà ổng bự quá, ổng làm xa đó. Cái chuồng mà để ổng nuôi cặp á, ổng nuôi xa. Bản chuồng mà ổng nuôi display ở ngoài trước cái cửa sân á. Ổng nuôi trống không. Wow. Wow. Nhìn đẹp quá à. Chị nghĩ là một con vậy mà chị nuôi mười mấy con mà nó vậy mà với chuồng nó bự á. Đẹp lắm nè. Nhìn đẹp lắm á. Wow, đây có nuôi cá nữa nè. Ồ, mấy con cá đẹp ghê luôn á, màu đẹp dễ sợ luôn.